Đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh trai ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo ở một em trai ở một nơi rất xa. Hôm nay thì cũng lặn lội về đây để nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để ghi hình để đăng tải cái video lên để nhờ các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội để chia sẻ để tìm cái thông tin người vợ và hai người con của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu là em họ tên là gì? Em tên Trần Văn Bạc. Trần Văn Bạc ha? Dạ. Vàng Bạc đúng không? Dạ. Rồi, bạc có thể bạc chào các cô chú anh chị đi. Dạ, xin chào đội hiệp sĩ của anh Hải và chào cộng đồng mạng ạ. Rồi, em nhìn vào đây em, nhìn vào anh luôn, nhìn vào máy quay ghi hình luôn. Dạ. Em cho anh hỏi là năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 35 tuổi. 35 tuổi ha? Ồ. Em hiện nay làm công việc gì vậy bạc? Dạ, em làm vườn với ai mướn gì làm đó. Mình gọi là nghề tự do ha. Dạ. Em hiện nay đang sinh sống tại đâu? Em ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ồ, xa vậy. Từ dạ. Sóc Trăng về Bình Dương luôn. Vậy là em đi từ về Sóc Trăng về Bình Dương lâu chưa? Dạ, em đi từ 1 giờ khuya. 1 giờ khuya luôn. Em đi bằng phương tiện gì vậy em? Dạ, em đi bằng xe con. Xe con. Xe nhà hay là xe riêng hay là xe thuê? Dạ, xe nhà. Ồ, nhà có xe luôn hả? Dạ, có 2 chiếc. Hoành tráng ha. Dạ. Còn chiếc nào, không có nào cho anh mượn chiếc nha. Vậy được, tốt rồi, cuộc sống như vậy là cũng ổn rồi. Rồi, hôm nay em về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương được ghi hình để đăng tải cái nội dung là chia sẻ cái câu chuyện mà tìm vợ và con của em đúng không? Dạ. Rồi, em có thể em chia sẻ rõ là vợ của em họ tên là gì? Dạ, vợ em là Nguyễn Thị Úc Nhỏ. Úc Nhỏ à? Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em cũng 35 tuổi. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Mình nhớ cùng quê không em? Dạ, khác quê, vợ em ở Hậu Giang, em bên Sóc Trăng. Có gần nhau không? Cũng chạy qua chạy lại 13 cây số. Ồ, 13 cây thì quá gần rồi. Dạ. 15 phút thôi, đúng không? Rồi, hôm nay em về nhờ các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tin tìm vợ và con. Dạ. Em có thể em chia sẻ cái câu chuyện mà tại sao vợ và con của em mà cuộc sống thì anh mới nghe được 1-2 phút đầu là em cũng có vài chiếc xe hơi đúng không? Đúng không? Dạ, xe con. Xe con đó, xe dạ. Hơi đó. Thì cuộc sống là anh thấy có thể là cũng rất ổn rồi mà sao vợ em bỏ đi? Dạ, bữa đó là em đi bẻ vừa mướn cho người ta đó. Rồi vợ em là xin bữa nay ba mẹ con em đi chơi nha. Rồi em hỏi bữa nay đi chơi đâu em? Nói em đi trên căn nhà màu tím á, nhà nhỏ bạn nó rủ lên chảnh chơi ở trên thơ á, đi cho biết. Nói gì đi nha, đừng có nhậu nha, chở hai con nhỏ nữa. Nói rồi nó cái đầu nó hỏi em anh ăn cơm không, em nấu cơm cho anh ăn. Nó nói không rồi, bà đi rồi ăn uống gì nữa, ăn trong ông bẻ dừa. Cái đầu bẻ dừa tới giấc trưa, cái bà vợ em xuống đốt nhang cho ông và vợ em á. Tại em thỉnh ông và vợ về thờ á. Bà xuống hỏi vợ con mày đâu rồi, nói là sáng nó hỏi con nó đi chơi rồi, để con điện nó coi được không. Em điện toàn là thuê bao không à. Rồi tức là cái em không biết gì, cái bà vợ em nói thôi để má về. Cái đầu em cũng đi bẻ dừa nữa chưa rồi nè, tại thấy bà vợ xuống rồi chạy về một chút. Thấy chiều cái đầu em về nhà, cái chị kế bên nhà và bà qua bà cho hay, nó nói vợ mày điện tao khóc suốt mướt là nó nói nó đi làm rồi, bây giờ thiếu nợ quá chịu hết nổi rồi. Nói anh Bạc, kêu anh Bạc, nhắn với anh Bạc có thương em á, chờ em 1-2 năm đi. Là vợ em nhắn tin như vậy? Dạ, vợ em điện về một cuốc chị kế nhà. Nhắn tin chứ không điện cho em đúng điện không? Điện thoại. Hai vợ chồng em trước đây có đăng ký kết hôn không em? Dạ có. Có, mình được mà hai người con đúng không? Dạ. Hai bé trai ha? Dạ, hai bé trai. Hai bé trai, con của em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, một đứa 5 tuổi, một đứa 6 tuổi. Hai bé nhìn rất kháu khỉnh, dễ thương ha. Con của em hiện nay là đi theo mẹ luôn. Dạ. Em có thể chia sẻ rõ hơn là vợ của em đi bằng phương tiện gì và đi khoảng bao nhiêu giờ và ngày mấy? Bữa đó vợ em lấy chiếc xe nhà đi. Đi chắc khoảng 7 giờ. Vợ đi xe hơi luôn? Dạ. Vợ đi xe hơi biển số mấy? Biển số là 08870, quay S 110 mà không có hộp sên. Rồi. Vợ con là đi chiếc xe quay S. Dạ. 08870. 70. Dạ. Vợ đi lúc mấy giờ? Chắc là khoảng 7 giờ, tại em đi em gấp đi vẽ mưa là vừa mướn cho ta đó. Rồi vợ em hỏi gì em căn dặn vậy thôi rồi nó đi à. Vợ em là có đem theo tiền không? Dạ không, bữa đó ở nhà còn một triệu khoảng triệu mấy trong bóp, em bỏ trong bóp đó. Vợ em về coi là chiều là về coi lại không có lấy đồng nào chứ. Có nghĩa là vợ không cần tiền. Dạ. Vợ cần ôm con đi thôi. Dạ.
trước đây là cuộc sống hôn nhân của em với vợ nó có hạnh phúc không? Dạ cũng bình thường à. Bình thường là đều đều nó quấn nhau không? Dạ không có quấn, có cự cãi. Cự cãi nhưng một tháng quấn mấy lần? Không, không có quấn. Không luôn? Dạ, cự cãi hoài à chứ không có quấn. Em cưới vợ được bao nhiêu năm rồi? Dạ năm nay là 8 năm. Trong 8 năm qua em đã quấn vợ khi nào chưa? Dạ chưa. Mình có nhậu không? Dạ có. Xỉn không? Nhậu xỉn có chính gọi cự cãi lần rồi. Nhậu xỉn rồi. Xỉn có lên bờ xuống ruộng không? Không. Không luôn. Vợ em nhằn em rồi đó, bữa sau nó giận rồi đi về nhà má vợ á. Cái đầu cũng hai bữa à, cái đầu em nhắn tin em xin lỗi. Cái đầu nó về liền à. Vợ là vợ rất yêu ha. Dạ. Những lúc xỉn như vậy về mình ngủ chung hay ngủ riêng em hay là? Vẫn ngủ chung mà. Xỉn như vậy mà ngủ chung là cái mùi anh thấy là nó cũng có thể là cũng rất, rất kinh ngạc đúng không? Xỉn như vậy là chắc kinh ngạc, anh chưa xỉn bao giờ anh không biết. Phải không? Em nhậu là nhậu với bạn hay nhậu với ai? Dạ dạ, em chỉ nhầm vòng sớm có mấy anh em mà chứ không bao giờ đi xa chứ. Tuần nhậu mấy lần? Lúc trước thì tuần cũng hai lần. Vợ có phần là hay nhậu không? Dạ, dạ bữa nào nghe chăn ca nó làm về trễ nó là ngủ nghe không được nó mới mà phàn nàn chứ bình thường không có. À bình thường là vợ cũng dễ đáng yêu ha. Dạ. Mình thấy vợ mà hay đi làm lụng như vậy mà mình ở nhà công việc thì nhậu nhẹt thì không ai cấm đúng không? Dạ, nhưng mình em... say xỉn quá không lên ha. Dạ em chỉ nhậu buổi chiều đi làm lao động về em nhậu buổi chiều chụp đỉnh nhậu dạ. Chơi chơi thôi, nhậu dạ. Sương sương thôi nha. Chứ ngất ngây con gà tây thì nhiều khi là vợ nó chán ha. Rồi anh nói như vậy đúng không? Dạ. Ai cũng vậy thôi. Nói chung là vui chơi mà không ai cấm, nhưng mà không nên quá ly quá chén ha. Dạ. Rồi vợ của em đến giờ phút này em có tìm hiểu và em có biết là nguyên nhân tại sao mà vợ em lại quyết định bỏ nhà ra đi không? Dạ thì đi vợ em nhắn là thiếu nợ nhiều quá bây giờ đi làm trả nợ. Vợ em trước làm công việc gì mà thiếu nợ nhiều em? Dạ vợ em đang làm công ty Minh Phú á, mà bây giờ dưới Hậu Giang 2 ngày làm 2 ngày nghỉ. Mà bây giờ vợ em nó bệnh hoài à. Cái đầu em kêu nó nghỉ đi em ơi, ở nhà giữ hai nhỏ anh đi làm gán ngồi giường cho trúng với người ta, tại ai cũng trúng, hai chồng không có trúng năm nào chứ. Xui ha. Dạ người ta trúng là tới hàng trăm hàng chục triệu, còn hai chồng là chỉ quầy vốn thôi. Chưa trúng được quả nào luôn. Dạ nếu dư được chút đỉnh là con bệnh không à. Nói chung là cái thời cơ chưa tới nha. Dạ. Rồi từ từ sẽ tới. Rồi vợ em có chia sẻ là tại sao mà vợ em thiếu tiền, là thiếu tiền ai mà thiếu bao nhiêu không? Không, chỉ hai chồng thiếu chung thôi. Thiếu chung là mình làm ăn chung ha. Dạ. Lúc nhiều không em? Dạ khoảng 60-70 triệu. Ồ 60-70 thì đâu có nhiêu đâu nợ em. Cái nợ nhà nước thì không có ai đòi chứ, còn nợ ngoài có mười mấy 20 triệu. Người ta còn trả. Kêu cho mượn thêm nữa. Mình từ từ mình trả đâu có sao đâu đúng không? Dạ. Có ai dí mình tới cùng đâu đúng không? Mà vợ em đi nhắn là đi làm trả nợ. Em thấy thông tin như vậy là có đúng không? Nhiều khi nó cũng gầu nó than với em hoài à. Than nhưng mà đó, than nhưng mà đôi khi nó là một cái cớ thôi. Em đã nghĩ điều đó chưa? Dạ chưa, em không có nghĩ tới. Có thể là đây là anh đang suy đoán thôi, còn dạ. Anh chưa dám khẳng định là vợ em đi theo mấy người đàn ông khác, nhưng mà có thể là cái cớ để vợ em đi thôi, để cho dễ dàng hơn. Tại sao vợ em thiếu lợ thiếu lần này mắc mới gì về con đi, mà tại sao vợ em đi làm chỗ khác công việc tốt hơn này tại sao không cho em biết đúng không? Phải không? Em thấy lạ không? Dạ, nhiều khi vợ em nó sợ yếu lòng thôi. Yếu lòng? Trước là yếu lòng với gia đình á. Em nó nói chuyện nhỏ nhẹ cái là nó giờ ăn đêm hôm về, mỗi lần giận cái ăn đêm hôm gì cũng chạy năn nỉ chút là chạy về rồi. Nhưng mà lần này? Dạ. Bây giờ lần này là tắt máy bỏ sim luôn. Rồi, gỡ hết toàn bộ luôn, thông tin dạ. Luôn. Vợ em đi hôm nay là mấy ngày rồi em? Dạ, bữa nay 19 ngày. 19 ngày, trời dạ. Ơi. Vậy là trước đây con em ở nhà là vợ em trông? Dạ em trông. Dạ em vợ... đi làm rồi em trông. Kinh tế gia đình em mình chắc là không ổn cho nên mới phải thiếu đúng không? Dạ. Nhưng mà thiếu số tiền này đâu có nhiều đâu em. Em có thương vợ nhiều không? Dạ thương vợ con nhiều lắm. Thương nhiều lắm. Anh nhìn thì vợ nhìn có thể là cũng so với em thì nó cũng hơi lệch xíu. Bởi vì vợ thì thực sự là nhìn cũng rất ưa nhìn. Em thì không phải là xấu nhưng mà mình xấu cái nọ thì mình tốt cái kia nha. Dạ. Ai cũng thế, không ai hoàn thiện cả được đúng không em? Dạ. Con người ai làm gì có ai hoàn thiện, nhưng mà hai đặc biệt hai đứa con của em nhìn rất dễ thương. Dạ đi nó đi mẹ dẫn đi mà giờ sớm ai cũng nhắc chứ chạy vòng vòng chơi hoài á. Thương quá trời thương luôn, anh nhìn anh cũng nhất hai đứa nhìn cưng quá trời luôn. Đi đâu nói mày nhớ tao còn nhớ luôn chị mày. Anh không phải con anh nhưng mà anh nhìn những đứa trẻ mà nhìn sạch sẽ mà đáng yêu này thì nói chung là ai cũng quý. Vợ em nói chung là tuổi đời thì cũng rất nhỏ ha. Vợ em đã từng bỏ nhà đi hoặc đã từng đi lâu chưa? Dạ hồi trong Tết em nhậu nhiều nó giận đi về nhà má em mà.
có đúng về đó không? Dạ có. Mẹ vợ em kêu lên nói chuyện, mẹ thấy em thấy em sai không dám lên, em sợ bị la. Em nhắn tin vợ em năn nỉ à. Mình có tội đó, 9 giờ mấy cũng giờ chở hai đứa nhỏ về nữa. Mình có tội thì mình sợ đúng không? Dạ, có tội là em sợ. Có tật giật đến mình phải không? Dạ. Em có giờ em nhậu say xỉn em chửi ba mẹ vợ luôn không? Dạ không. Không à. Dạ. Không được như vậy nha. Đó, ba vợ em thương em lắm. Ba vợ thương mình, nhà mình nhiều khi mình phải thương vợ hoặc thương gia đình vợ ha. Thương bằng nhiều cách khác nhau, không phải là thương vì kinh tế mà thương có thể là mình đối đáp một cách nó tử tế hơn ha. Lúc ba em bệnh đó là trong con trong gia đình đó là không ai nuôi, ổng không chịu, chỉ kêu em lên nuôi không á. Con rể ha. Dạ. Nói chung là anh thấy cái tình cảm của em dành cho gia đình vợ cũng rất nhiều. Đến giờ phút này em có biết rõ chính xác là vợ em thiếu tiền thiệt không? Bởi vì không có nhiều lắm mà tại sao vợ em lại bỏ nhà đi? Em thiếu có là hai chồng thiếu chung từ lúc sanh con ra thôi chứ không có thiếu riêng. Thế thì làm sao vợ em bỏ đi đâu? Dạ, vợ em lúc trước ở nhà là có nhắn tin, có điện thoại cho ai không? Có, cũng ôm điện thoại chơi TikTok rồi hoài à. Thôi xong rồi. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm cơ đô, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Chết rồi. Đấy là anh biết giờ anh nói chuyện hơn chục phút giờ anh mới thấy cái câu chuyện đó. Giờ mới té ngửa ra. Bây giờ anh phải cảnh báo cho em thế này để em biết thêm thông tin nhé. Đội hiệp sĩ của thằng Bình Dương là tìm ra 10 trường hợp mà chồng rất hiền, rất tử tế, rất đáng thương và rất đáng yêu. Nhưng mà vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, chồng rất thương vợ và mua điện thoại cho vợ xài. Và vợ tải những trang TikTok và cá nhân về lên mạng xã hội để trò chuyện và đã bị một số thành phần xấu thả thính. Rất nhiều các chị em gái đã quyết định bỏ chồng hoặc ôm con hoặc có thể là nhiều lý do khác đi theo người đàn ông khác. Mà câu chuyện là xảy ra là 10 trường hợp là đủ cả 10. Nhiều khi em thấy không có nghĩ tới vụ đó, em sợ vợ em bị áp lực cuộc sống hay gia đình thôi. Áp lực này nó chỉ là một cái lý do 1% thôi. Tại cũng than với em hoài, nói ba cái đồ của má rồi vợ em á gửi xuống, bây giờ hai chồng mình làm hết rồi, chừng nào má bệnh không biết sao nữa. Rồi bữa hổm lên giờ mẹ vợ em hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi biết đâu. Tao cũng có nói nó rồi mà tại nói tao già tao chết thì thôi chứ tiền bạc gì lo. Vợ em ấy trước đây có than thở mà tiền bạc không? Từ xưa đến giờ có than không? Có mà có. Ít đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ than nhiều hơn. Bây giờ than liên tục không? Cũng 2-3 lần rồi. Vậy là vợ em là có biểu hiện rồi đó nha. Bởi vì một số các trang mạng xã hội bây giờ là chúng thả thính rất nguy hiểm. Răng bẫy, răng lưới tất cả chị em phụ nữ. Đặc biệt là ai có nhan sắc và có thể là có hướng xu hướng và đang chuyển hướng và có thể là chán buồn gia đình, buồn kinh tế, buồn về chồng là quyết định là sẽ ôm con hoặc có thể bỏ con đi theo những người đàn ông khác. Anh chưa dám khẳng định là vợ em đi theo người đàn ông khác, nhưng câu chuyện này có thể nhiều phần trăm vợ em sẽ đi theo người đàn ông khác, là cái điều đó có thể xảy ra. Vợ em có thường xuyên ôm điện thoại mà thức khuya không? Dạ có, ít lắm. Ít lắm à? Dạ. Khuya nhất mấy giờ? Khuya phút cũng 9 giờ à. Nhưng mà điện thoại đó thường vợ em kiểm soát, vợ em có cho em xài bao giờ, có cho em kiểm soát? Bình xem thường không? Chỉ lên coi TikTok được không chứ TikTok. Em lấy coi hài bình thường à. Vợ em có điện thoại cho ai bao giờ không? Có, cũng bạn bè làm chung công ty toàn bạn nữ không à. Em có thấy bạn nam không? Em đi làm mấy ngày em về một lần? Không, em làm vườn rồi cái đầu có vợ ở nhà là em chỉ biết ra vườn em lo không à. Đó. Vợ ở nhà là lo hai nhỏ. Một người đàn ông mà cặm cụi quá mà làm việc không để ý quan tâm. Em có nghĩ rằng em mãi làm việc quá em không quan tâm vợ mà để vợ xảy ra cái chuyện này không? Em có, dạ, nghĩ có quan không? Tâm mà nói chung quan tâm không có tới á. Chưa tới đúng không? Dạ. Bây giờ nay mai sau này nếu có cơ hội mà vợ quay về mình phải quan tâm tới bến luôn nha. Quan tâm cho người đàn ông khác, người ta khi người ta dụ được vợ mình thì cái độ quan tâm của người ta không bằng mình. Vợ mình sẽ suy nghĩ lại mà sẽ quay trở về và vợ không bao giờ đi nữa nha. Dạ. Nghĩ được điều đó không? Đến giờ phút này thì anh thấy cái câu chuyện là té ngửa ra rồi. Bây giờ cái thông tin là không phải vợ em thiếu tiền mà đây là chỉ một cái lý do thôi. Có thể là nhiều nguyên nhân khác, có thể là còn nghiêm trọng hơn. Rất nhiều các người anh chị em phụ nữ và thậm chí là rất nhiều anh chị lớn tuổi say nắng say mưa và quyết định bỏ nhà, bỏ một cái cuộc sống rất ok để đi theo những mối tình không giống ai. Anh đã từng chia sẻ tất cả các video đội hiệp sĩ của Thái Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua với nó vô cùng rất nhiều.
Anh hy vọng là câu chuyện nó không phải thật đối với em. Dạ, em cũng trông mong gì. Hy vọng là vợ em sớm xem được video này, vợ em sớm liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ của Đài Bình Dương theo số điện thoại 0913 785888, hoặc em có thể em nói chuyện là không đúng sự thật thì một vài ngày nữa là anh sẽ biết thông tin chính xác là vợ em, thông tin nó sẽ chuẩn hơn em nhé. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên video đội hiệp sĩ của Đài Bình Dương để hy vọng là vợ và con của em xem được, và vợ em thương em và suy nghĩ lại, vợ em quay trở về không em? Dạ có. Nói đi em. Em nói em ơi, vợ chồng mình là đó giờ cực khổ với nhau bao nhiêu năm chịu được, bây giờ chịu không được sao? Em đi không gài, em không điện cho má, bà nhà bà khóc rồi bà bệnh hoài vậy đó. Lúc trước 2-3 ngày điện, 2-3 ngày điện bả, giờ không điện. Bữa hổm hai mẹ con chạy tới chút chăn bà cũng đi kiếm em với anh. Về giờ bà bệnh nữa. Em nếu mà còn thương anh thì về nha. Trước đây trong cuộc sống hôn nhân ấy, em có đã từng mua đồ hay là mua gì em tặng vợ chứ em? Có không? Hay em? Không. Chưa có à? Dạ. Từ ngày cưới giờ có không? Nhớ không? Có lần nào chứ em? Có tặng vàng hay tặng bạc hay là mua gì? Hay là nhân ngày hay là đôi lúc có tiền chẳng hạn mình mua gì mình tặng vợ một cái vật gì đó không? Dạ không. Không, mình thấy sai lầm chưa? Dạ, em chỉ nấu ăn ngon là vợ em thích là em nấu cho nó ăn thôi. Ăn ngon rồi, nhưng mà ngoài việc phụ nữ người ta thích ngon rồi, nhưng còn nhiều cái khác nữa. Còn phải âu yếm ngọt nhạt, đôi khi mình phải tặng cái gì đó cũng là tiền của gia đình thôi, nhưng mình tặng thì chị em phụ nữ mà đôi khi vợ mình nó vui hơn. Đúng không? Dạ. Em thấy như thế anh nói đúng không? Các con của em đi giờ phút này là 19 ngày qua này, em có nhớ nhiều không? Dạ nhớ con nhiều lắm. Nhớ nhiều, em chia sẻ thẳng thắn nên hy vọng trong vòng 19 ngày qua hai vợ chồng em, 3-4 người thân trong gia đình của em hiện nay không liên hệ được, không trò chuyện được. Em trò chuyện đây là hy vọng là vợ em có thể suy nghĩ và vợ em đưa con quay trở về đi em. Nói chuyện thật tình cảm nhất. Nói đi em. Trong 19 ngày qua em không trò chuyện được, và có thể bao nhiêu tình cảm em dành cho vợ thì bây giờ em hãy chia sẻ này cho các anh em đội hiệp sĩ người Bình Dương ghi nhận và vợ em ghi nhận. Em ơi, suy nghĩ lại và về cho con ăn học đi, hai chồng mình nghèo khổ đó giờ chịu được, bây giờ chịu không được sao? Đi đâu mà phải cũng phải cho hay với cha mẹ ở nhà ai cũng lo chứ. Tới hàng xóm người ta còn thương mấy đứa nhỏ người ta nhắc hoài. Ở nhà sao anh chịu nổi? Nhiều khi muốn nghĩ quẩn là muốn tự sát chết cho rồi, mà nghĩ lại em nhắn là em đi làm. Cái đầu em gồng gánh hai nhỏ nữa, anh cũng nghĩ lại là về cho có vợ có chồng cũng gồng gánh với nhau được. Có mình anh rồi chơi không có đường nào nổi hết. Nói chung là cái câu chuyện á, trong thời gian vừa qua phải nói là đội hiệp sĩ của Đài Bình Dương là ghi nhận rất nhiều các thông tin. Các cô chú, các anh chị, đặc biệt là những thanh niên giống như này, mình phải nói thẳng là đa số là khu vực phía miền Tây này nhiều hơn. Nói chung ở đâu cũng có, nhưng mà miền Tây là khu vực phía miền Tây này nhiều nhất. Thì một số các chị em phụ nữ vì rất nhiều nguyên nhân và lý do thì quyết định bỏ chồng, hoặc có thể là giã từ, dĩ vãng và chấp nhận chấm dứt đi theo một người đàn ông khác. Còn câu chuyện này rất mong là em gái xem được video đội hiệp sĩ của Đài Bình Dương. Rất mong là em gái xem được video này, người chồng người ta vô cùng tha thiết, mà thực sự câu chuyện này thì người chồng hoàn toàn không có lỗi và không có tội. Không có ai hoàn thiện hết. Hy vọng em gái suy nghĩ lại và em gái quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình, có chồng có con. Bởi vì đây là một người đàn ông phải nói là hiện nay tay đang run cầm cập này, cầm trên tay hai tấm hình, một tấm hình vợ và một tấm hình con. Đây nhìn này. Đeo kiếng mà chạy tốc độ của nó. Tốc độ bàn thờ luôn. Kiếng của thằng em cho mượn. Ôi giời ơi, kiếng này. Kiếng này đẳng cấp đây. Kiếng nhầm sao nó vàng khè kìa. Kiếng này này. Tìm vợ tội nghiệp quá trời. Trong túi mình có những cái gì đây em? Nhiều, có đem nhiều tiền đi không? Được 2 triệu mấy ạ. 2 triệu mấy ạ? Ừ, 2 triệu. Ông dài em không cho mượn. Đấy, cô chú anh chị vào thấy không? Này, nhìn này là mọi người hiểu là chắc công trần không nói gì thêm. Chắc chắn là cô chú anh chị sẽ hiểu cái câu chuyện này. Một người ở vùng quê mà gọi là đi làm vườn mướn ấy, nha, mình nói như vậy là chắc mọi người sẽ hiểu hơn câu chuyện. Vì lý do là rất nhiều người nông dân chân chất thực sự là rất thương vợ, nhưng không biết tỏ tình và không biết trò chuyện, và có thể là không biết âu yếm và không biết tặng quà. Chính vì lý do như vậy cho nên có thể là một số em chị em phụ nữ là nghe thấy một số anh trai thả thính trên mạng, trên internet, và quyết định là nghĩ rằng cuộc sống là một màu hồng, quyết định bỏ chồng bỏ con để theo những người đàn ông khác, thì thực sự là rất lấy làm tiếc. Đây là một người đàn ông chân thật, đúng người dân chân chất nhà quê luôn, đúng chân thật luôn. Đó,
em có thương vợ nhiều không? Em nói thẳng lên đây để cho vợ em xem được. Rồi dạ, em thử thương... đeo kiếng này cho đúng đúng bản chất thật của em đi. Đeo kiếng này. Thương vợ thương con rất là nhiều. Em nói gia đình là quý giá nhất, mất cái gì cũng được, cho đừng mất gia đình được. Dạ, nó cho ngầu. Không. Dạ, không bây giờ nó tôi hỏi anh vài câu nha. Tôi vô hỏi vài câu nha. Dạ. Bình thường vợ mà đi theo người khác thì dắt đi có mình mà nó thiệt, anh có quýnh vợ không mà vợ nó dắt hai đứa con đi vậy? Dạ không bao giờ quýnh. Thiệt không? Dạ thật 100%. Dạ bữa thấy là vợ cũng điện tụi này nói á. Dạ. Không quýnh phải không? Dạ không. Nếu như trong câu chuyện này mà vợ mà gọi điện lại cho anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương mà vợ thông tin là chồng em chia sẻ không đúng và sai sự thật thì anh em sẽ không giúp nữa. Dạ, nha. Dạ. Cuộc tình chấm dứt tự mình xử lý ha. Dạ. Còn nếu như chia sẻ thật thì anh em giúp tới cùng. Dạ. Ok chưa? Em có đánh con em thì có chứ không bao giờ đánh vợ. Đánh con là đánh bằng cái gì? Dạ đánh bằng roi. Đánh roi rồi đánh mấy cái? Nên lúc rồi nó lì nó chịu mấy cây rồi nó lì lần nữa là em quýnh mấy cây là hết luôn. Đánh mấy cái? Tổng cộng mấy cái? Không lúc nào nó lì nó ví dụ nó, bữa nay con chịu mấy cây nó 3 cây. Ủa. Lần sau nó lì một cái nữa em quýnh hết thẳng 3 cây. 3 cây thằng cánh qua bay không? Dạ quýnh roi tre. À, đánh roi tre mạnh không? Em quýnh nó hết ga luôn. Úi trời đánh chẹt ga đừng quýnh vô đích. Thôi đừng. Này. Bất kể vô đâu về thân xác nha, dù rằng mình thương con mình đánh xong mình rất đau xót đúng không? Nhưng mà nhẹ thôi, mình rơi cao đánh kẽ, vụt xuống đất thôi. Có nha. Mấy chuyến gọi đó nó chữ mẹ nó là chó luôn đó. Rồi em đi về mẹ nó mét em, nó chữ mẹ chữ em rồi nó chữ em rồi chữ cô giáo nó nữa đang học. Vậy... Anh giải thích cho em nghe này, trẻ em nhất là con em mới 4-6 tuổi rồi. Dạ. Có thể là độ nhận thức chưa có hoặc có thể là bắt chước hoặc học người khác. Dạ. Chính vì lý do như vậy cho nên là mình nhiều khi là chúng chưa hiểu, chúng phát ngôn ra như vậy nhưng chúng chưa hiểu được là đó là xấu hay tốt. Nha, mình dạy con từ từ. Dạ, cho nó nghe. Mình đánh con ấy, giơ cây thật cao, cầm cây to, đập mạnh nhưng đập xuống đất. Nghe không? Dạ. Nhưng đập phải căn nhé. Nó chẳng may nó cò chân là đập chân nó là cuối cùng là mình chết trả sống trả luôn. Nhá. Dạ. Tuyệt đối nhé. Nên là hy vọng là vợ và con nếu có cơ hội mà đợt này sẽ quay về thì anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương tiếp tục đăng tải lên. Trong thời gian vừa qua thì đội hiệp sĩ của Bình Dương ghi nhận và đăng tải đã giúp rất nhiều các trường hợp các hoàn cảnh đã quay trở về đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng mà rất lấy làm tiếc một số các anh trai về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương để ghi hình đăng tải tìm vợ. Nhưng rất lấy làm tiếc là đến đầu tiên là đăng tải nên là nó là quyết định tìm vợ bằng được và không gỡ hình, không gỡ video. Nhưng khi đăng hình mà tìm được vợ rồi thì không quay về và gọi điện và chỉ trích anh em, anh gỡ trong video chúng em ấy. Cho nên rất nhiều cái câu chuyện phải là vô cùng rất đau lòng và rất đáng thương để cho nhiều người khác hiện nay không hiểu được, một số các cô chú không hiểu được là nghĩ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương là chỉ ghi nhận ghi hình thôi còn không tìm được, nhưng thực sự tìm được rất nhiều. Mới đây nhất một trường hợp là một cha chồng và người chồng ở từ Phú Quốc về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương đăng tin tìm một trường hợp giống như thế này. Có nhà hàng tìm vợ và hai người con gái thì đến giờ phút này vợ và hai người con gái đã quay trở về, nhưng đến giờ phút này thì em trai này đang thông tin là các anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương là ghi nhận giúp và gỡ video xuống thì anh em đang kêu quay lại nhưng mà đang lần khẩn mà chưa muốn quay lại. Nên đội hiệp sĩ của Bình Dương đăng tải những trường hợp như thế này là 10 trường hợp là phải tìm được ít nhất từ 6-8 trường hợp đó, nhưng mà rất lấy làm tiếc là một số trường hợp là không về. Hôm nay cái cuộc hành trình của em từ Sóc Trăng đúng không? Dạ. Em về Bình Dương là nhờ các anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương, em có hy vọng nhiều không? Là em sẽ tìm được vợ và các con của em không em? Dạ em hy vọng khoảng 99%. Ôi giời 99%. 70 thôi em. 70 có tỷ lệ 60-70 là ngon rồi. 99 là cao quá. Có nhiều ông chồng á về đây đăng lên tìm vợ, rồi đăng xong rồi vợ quay về đây tìm ngược lại là không chịu xuống. Đấy, tốn luôn. Ở dưới là em vô tìm trong vô vọng rồi. Mong là anh hạt nha. Rồi tay em sao em rung, em có bị rung tay từ trước không? Dạ không, tại sao hôm nay rung vậy? Không gàng ngủ được. Trời ơi, hôm nay nhớ vợ. Nếu hôm nay giờ này mà các anh em một đội hiệp sĩ như Nguyễn Hải Bình Dương mà tìm được vợ em thì em sẽ làm gì? Nếu gặp trong phòng trọ em sẽ làm gì? Ôm không? Không, em ở nhà cũng ít lắm. Ít ôm trời ơi. Mắc cỡ. Không, mình đừng. Bởi thời bây giờ là thời đại 4.0 mình phải ôm, nhớ ôm nha nhá. Dạ. Ôm hôn thắm thiết luôn. Sao em lại lỡ bỏ anh? Anh thương em lắm, em nhớ em nhiều. Nhá. Dạ. Anh yêu em thiết tha nhá. Được chưa? Dạ được. Thuộc lòng không? Có còn dạy không? Mình còn dạy không? Hấp nắm tình yêu được lên. Cái trước này lấy vợ là làm mai là mối hay là tự làm quen? Dạ quen. Quen mà sao giờ này không tỏ tình mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên. Nói ít nói, chỉ nhắn tin qua điện thoại không nói được. Không. Nhắn tin không ăn thua, bây giờ phải làm thiệt. Dạ. Gặp phải là làm liền. Nhá. Dạ. Thì vợ mới biết là cái tình cảm mình dành cho vợ là nhiều mà trong thời gian vừa qua nhá. Rồi cuối video này em còn điều nào muốn chia sẻ, muốn nhờ các cô chú các anh chị trên đội hiệp sĩ của Bình Dương
để đăng tải và chia sẻ cái video này, để hy vọng là vợ và con của em sớm tìm ra video đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương và sớm biết được thông tin em từ một tỉnh rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương để ghi hình. Rồi mời em nhìn vào đây em. Em muốn nói là nhà đội hiệp sĩ anh Hải và cộng đồng mạng xin giúp chia sẻ giúp em. Em nói hoàn toàn là sự thật, vợ con em đã đi xa lâu lắm rồi, em cũng là một gia đình ở chung quấn quýt với nhau lâu, em cũng là một con người chứ đâu phải cỏ cây thực vật đâu mà không biết thương nhớ. Đúng, rất thường câu chuyện nghẹn lòng. Thôi được rồi, nói chuyện như vậy anh hiểu rồi ha. Dạ. Rồi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương, anh xin chân thành cảm ơn những cuộc chia sẻ của em từ Sóc Trăng về Bình Dương. Em hãy bình tĩnh ha. Dạ. Các anh em đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video này lên. Rất mong cái video này được sự lan tỏa hơn nữa của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội để chia sẻ để em sớm có cơ hội tìm được vợ và con của mình. Cuối video này em có đăng tải này, em có đúng sự thật không? Dạ em đúng một sự thật. 100 không? Dạ 100%. Có lệch thế nào không em? Dạ không. Không lệch ha. Rồi em có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương ghi hình và đăng tải video lên tất cả trang mạng xã hội em? Dạ em đồng ý. Rồi khi đăng tải lên là chia sẻ lên là video này không có gỡ, em có đồng ý không? Dạ đồng ý. Chứ không lay mai tìm được vợ con rồi em lại gọi điện này, em anh Công Trần ơi, anh Nguyễn Thành Hải ơi, hay là các anh ơi giúp em ấy gỡ video vợ em về, con em về rồi là các anh ấy rất buồn ha. Dạ. Anh em không có làm được nhá. Dạ. Bởi vì câu chuyện nào cái cũng phải có hồi kết nhá, có đi phải có lại mới có toại lòng nhau nhá. Dạ. Vợ và con sau này quay về thì hãy về đây để báo cho các anh em đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương biết. Và các cô chú mừng nhá. Dạ. Chứ không phải về đây là các anh em nhận quà nha. Dạ. Ok chưa? Dạ. Các anh em không cần, không yêu cầu nha. Anh em giúp okay chưa? Không? Dạ. Không dạ. Nhớ rõ nha. Dạ, nhớ rồi. Rồi, anh chúc em thường lộ bình an. Dạ. Nha. Đi lại bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh đừng có rung này đi lại là mệt đâu nghỉ đấy, từ đây Sóc Trăng rất xa, khoảng gần mấy trăm km nhá. Dạ. Rồi xin chào các cô chú anh chị và bạn, thì trong thời gian vừa qua đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương đã ghi nhận rất nhiều các thông tin giống như thế này. Vậy đó là một số trường hợp các anh em phải nói là rất đặc biệt, rất hiền. Nhưng rất đến làm tiếc là rất nhiều các chị em phụ nữ là quyết định bỏ chồng bỏ con đi theo những người đàn ông khác. Còn câu chuyện này hy vọng là em gái này có thể là không phải bỏ chồng bỏ gia đình mà đi theo một người đàn ông khác, mà đây là một lý do, có thể là lý do cá nhân rất nhỏ nhẹ. Hy vọng là em gái xem được video đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương thì hãy liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ quan tỉnh Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách khuyên răn chồng và con và gia đình. Hy vọng cái cuộc đoàn tụ này rất thành công. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn. Vâng, cô chú anh chị thì anh trai này rất